Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thiết lập, giới thiệu qua một số thiết lập này. Đầu tiên là về setting này, cái này thì nó sẽ giúp cho mình sẽ quan tâm, ví dụ là các bạn đang muốn là làm cái Shopify page này là nó là cái làm luôn trang homepage của mình ấy, ví dụ hiện tại đây đúng không? Hiện tại mình đây là mình đang để cái trang homepage là cái sang này đúng không? Mình muốn thay đổi cái homepage nó thành là cái thành một cái site landing page trên thằng Shopify page này, thì các bạn sẽ kích vào main store này, mình chọn đây bốn save. Đây còn cái phần Fabi icon này, trên cái Fabi icon này thì mình sẽ up lên cho landing page cũng được luôn. Bây giờ mình refresh lại nhé. Ok, như vậy là bây giờ truy cập vào cái đường dẫn này vào này, thì nó sẽ là ra cái trang này luôn. Đấy. Được chưa? Thì là mình chuyển nó thành cái trang homepage luôn. Tiếp đến là cái mục nữa là chúng ta quan tâm là cái mục integration này. Cái mục này là dùng để kết nối với các cái dịch vụ bên thứ ba ấy. Ví dụ như là các bạn đang muốn kết nối tới những cái như Mailchimp hoặc là Respond Angry này. À, đấy. Hoặc là các bạn muốn kết nối với Google Analytics, được chưa? Hoặc là Shopify này, thì mình sẽ kết nối trong cái mục integration này là kết nối. Đấy. Một cái phần nữa là cái phần đây nó cho phép là chúng ta tạo những cái block, được chưa? Đây. Ở đây mình chọn một cái template có sẵn block. Chọn block. Ok, mình sẽ public cho xem. Review nhé, cho xem nó hiển thị như nào. Đây, nó sẽ nằm ở mục tạo một cái mục block, content block cho cái Shopify. Bây giờ block font này. F5 ạ. Rồi, không làm ra mục này. À, không, vậy thì ok. Thì như vậy là sau này mình quản lý như này thôi cũng được. Đây, mình tạo ra những cái block trên Shopify luôn. Như này nó cho những cái template sẵn. Edit luôn. Đây, kéo thả này, các bạn kéo thả trên này này, hoặc là kéo thả bằng chân ở dưới này luôn được, rất là dễ dàng sử dụng của cái công cụ này. Thì đây là cái phần mà mình thống kê. Đấy, xem là cái tỷ lệ chuyển đổi cũng như là cái số lượng view, số lượng visit cũng như là cái thống kê về đơn hàng của cái mỗi fanpage thì có static này, cũng như là các đây nó cho phép là mình speed test chia nhỏ những cái trường hợp đây các bạn test. Ok, thì cái công cụ Shopify này là mình đánh giá thì nó là một cái công cụ rất là dễ sử dụng, như là rất là chuyên nghiệp khi mà các bạn muốn tạo một cái landing page trên Shopify. Đấy. Thì khi mà các bạn đăng ký cái gói Shopify này của Elastone này thì sẽ được nhận những cái free training cũng như là những cái chiến thuật của Elga Firestone đã xây dựng cái store Shopify của mình đã thành công với Shopify, thì họ sẽ chia sẻ những cái case study của họ cho những cái bạn đang muốn kiếm tiền Shopify. Thì đấy, thì ngày hôm nay thì mình vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái hướng dẫn cơ bản nhất
về sử dụng công cụ UseFirePage. Thì mọi những cái các bạn cần những đặt những câu hỏi hay là những cái thắc mắc về công cụ này thì các bạn có thể là để lại cái comment thì mình sẽ hỗ trợ cũng như là giải đáp những cái thắc mắc của các bạn. Thì video ngày hôm nay thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.